Chào các bạn. Hiện tại tụi mình đang ở rừng không Đà Lạt và hôm nay sẽ lại là một tập cắm trại đấu giá phiên bản khách mời nha bạn. Thấy này mặt này quen không? Do cắm trại khách mời tập trước là anh với em một sao, hai bạn nữ kia bị công chuyện ợp. Nên hôm nay tụi mình quyết định là remake lần thêm phát nữa, mời được thêm hai bạn nữ khác nữa nha các bạn. Và bạn đầu tiên mình giới thiệu mình tên gì, dạ, mình từ đâu, bao nhiêu tuổi? Dạ em tên là Kim Ngân, em đến từ quận 9, em năm nay 18 tuổi ạ. Ủa sao mình anh mời hát nữ ai cũng 18 tuổi hết ta? Quý vị hay giả nữa. Rồi bạn tiếp theo. Dạ em chào mọi người, em tên là Như Ý, em đến từ Bến Tre. À, mình nay mấy tuổi rồi ta? Dạ em 20. Hello các bạn, mình là Hào Miêu. Mai đây em đi Hào Miêu, chúc các bạn một ngày vui. Mấy tuổi em? 17 tuổi nha. Mấy tuổi Tú? Em hả? Em 17 tuổi rưỡi anh. Còn đây mấy tuổi đại? Hôm nay em vừa tròn 18 tuổi. Vậy mấy tuổi? Em vừa đôi tuổi nữa đi anh. Là 20 hả? 18 anh. Ủa em 20 mà, em xạo hả? Không, 20 rồi. Lâu. Còn này? 20 anh. 20 luôn. Em 20 hả? Em 20. Rồi. Oh my god. Còn mình là Long Vlog, bạn mình nay mình là được 16 tuổi. Trăng tròn nha, 16 tuổi bạn gái Trần Châu. Và hôm nay là cắm trại đấu giá. Thì đầu tiên trước khi đấu giá thì ở đây là mình có 7 người chơi, nên ở đây có 7 cái gương nha bạn. Và trong 7 cái gương này có tiền bên trong. Và số tiền này chính là số sao để dành cắm trại đấu giá các bạn. Và mấy nhỏ hay là khách mời cái kiểu gì là mình chơi là rất là công bằng các bạn. Không có nói trong đây có bao nhiêu tiền trong đây hết, không ai biết được cái gì hết. Chứ mình chơi mà nói ra thì nó không có vui các bạn. Và từ người một sẽ chọn gương. Sau khi chọn xong cái gương thì chúng ta sẽ đi đến một cái gốc cây thông nào đó và mở cái cho cameraman nó biết thôi. Giấu số tiền của nhau ở khúc đầu như vậy thì đó mới bất ngờ các bạn. Rồi mình lấy đi phết đi ha bạn. 18 tuổi, nhỏ tuổi hơn, bước trước cái đi. Dạ đây. Cái này. Dạ. Trời. Ôi, quá hên quá. Chơi hay gì vậy? Cameraman thấy không sao đâu. Ok, rồi mình kiếm gốc cây nào mình chuẩn bị chơi rồi tiếp theo bạn. Kế bên luôn. Rồi ok. Quýt cái bự dưới em. Đúng rồi. Ôi thương em đi. Rồi em đi luôn, cầm nó dễ gớm lắm rồi, đi luôn em. Rồi nào nhỏ tôi nhất tấm đám. Em anh. À Tú nhỏ tôi nhất Tú. Em hết bự. Rồi em ôm vậy nè, đừng nhìn cầm nó rớt ra. Rồi đi đi em. Rồi tiếp theo là tới ai quên là đại. Đi em. Đại. Mình... tham vọng lên xíu đi mấy bạn, trời ơi lấy cái hồng bự nè, không lấy chị ơi. Hai này bằng tay nhau hả? Tuổi xì 1, 2, 3 cái này gì vậy? Em khá là được chọn em cho chọn luôn đi như cái này rồi. Ok rồi, ok cameraman đi quay từng người. Mình sẽ hùi thử cái gương mình ra xem trong đây có bao nhiêu nha mọi người. Hùi cái quách đờ heo tạm tờ 20 mọi người ơi, là mình được 1 sao. Để mình diễn cho mọi người tưởng mình năm sao nha. Yes! 10 triệu! Wow! Đây, mình là chọn cái gương nhỏ nhất luôn nha các bạn. Không biết đây có gì nữa. Ta-da! What the hell? 1, 2, 3 củ. 3 củ khoai nha các bạn. Diễn. Tiếp theo là tới mình. Để coi thổng của mình sẽ có bao nhiêu tiền đây. Thổng của mình là có 5 triệu các bạn. Quá là buồn. Trời ơi, cách dán này mình thua rồi. Buồn quá. Ok, cái gương này bự nhất. Mình nghĩ cái giá tiền nó sẽ rất là niên yết với cái gương nha các bạn. Để mình mở thử. Cha-cha. Wow. 10 triệu. Mình có 1 triệu. Chém gió rồi. Dạ rồi, giờ mình chọn cái hộp này. Giờ mình mở hộp lên nha mọi người. Thì trong đây á, thì có đây, trong đây có 2 triệu nha mọi người. Đó. Ok. Chào các bạn nha. Mình có một niềm hy vọng với cái hộp này mình sẽ là người cao tiền nhất. Tại vì cái hộp này cũng giống như cái sổ tiết kiệm của mình đó các bạn. Bây giờ mình bắt đầu kiểm tra nha. Nay tôi mít du. Bữa nay sức mạnh nội tại tràn về các bạn. Nè các bạn thấy không? Đó. Tổng số vốn là 6 cổ. Nó nhỏ nhỏ để tụi nó nghe. Rồi bây giờ là mình sẽ khô máu nha bạn. Đụng thằng nào là mình đấu giá tới cùng chơi khô máu. Chơi tới luôn. Dứt. Ok, nói chung là mọi người đã biết được số tiền rồi nha bạn. Và tụi mình đến với vòng đấu giá lều. Đây là một cái lều phiên bản trên cây. Rất là thoải mái luôn nha. Mình test thử cho mọi người biết là cái công dụng tuyệt vời của cái lều này. Ngủ là cách thổi mặt đá.
đặc biệt là không có bị nằm trên mặt đất, các bạn, nó không có bị dướng mấy cái trái thông hay là nhánh củi đâu á. Như đây nằm võng vậy các bạn, mà cái võng nguyên bản mà siêu to khổng lồ luôn á. Cái này mà thêm túi ngủ rồi gói các kiểu nữa là không 12, 13 điểm luôn chứ không 10 điểm nữa. Rất là tuyệt. Giá hơi điểm của cái lều này là 5 xị. Đúng rồi. Đã cho những người mà không có tiền, không có cơ hội đụng vô được. Tại vì lều là lều cao cấp. Thấy không? Còn những cái lều khắp giá thì sẽ 50 ngàn, 10 ngàn. Ví dụ mình không có tiền mà mình trả giá cái người ta bỏ rồi. Là đó là em vi phạm luật chơi, là anh nghĩ là em sẽ tước quyền thi đấu em. Em không có đấu giá những cái lều khác. Vậy đặt này là biết này không có tiền rồi. 700. Thấy chưa? Còn tiền thôi, còn tiền thôi. 1 triệu. Thấy chưa? 2 triệu. Ngáo rồi. 2 triệu không có nói nhiều. 2 triệu không? 2 triệu gửi em. 2 triệu 2 anh, 2 triệu gửi lỗ quá. Cửa này muốn khô máu rồi vậy, chơi luôn. Rồi, Hào 2 triệu 2 đó, có nào hơn không? Ủa, hai bạn nữ không trả giá hết hả? À? Có khô không? Không dám chơi hả? Có khô không? Hết tiền, hết tiền rồi. 2 triệu 3. Lên 2 triệu 4. 2 triệu 4 là thứ nhất. 2 triệu rồi. Lên 2 triệu 6. Anh yên. 2 triệu 7. 2 triệu 8. Lỡ đeo cái kiến rồi. Lên 3 triệu. Chơi cho nó chết. Có ai trả giá hơn 2 triệu 8 không? Ai? Chừng cái khu này rồi. Thế giới này là của anh. Rồi nó tên hiện số tiền trên đầu của nó, có tổng số tiền là đủ không nha? Đây ra đi ra. Đủ rồi, từ trên đầu luôn. Tăng cân tăng. Rồi ok, lẹo đồ về em. Chú đóng phải đại gia. 2 triệu 8 em. 2 triệu 8 anh, đúng rồi anh. Lúc nào cũng vậy thôi các bạn. Rồi trả tiền đây, thôi tiền cho em. À nó tiền quá trời luôn. Wow. Tới cuối cùng. Bà như em đấu hello anh ơi. Chơi, em chơi hello rồi. Chị này chắc đi quá. Không, nó hết rồi mọi người, nó có 3 triệu à. Em tính bo 2 xị luôn á, nhưng mà nói em hết tiền nên thôi. Ok, chúng ta đến với căn lều thứ 2. Một căn lều màu vàng. Cái phiên bản này nhìn như là một cái tàu phi hành gia á bạn. Chúng ta chỉ cần mở cái nắp đây ra cái nè. Rồi mở thêm một lớp bùn đây nữa. Sau đó mình chui kiểu vậy đó bạn. Mình nằm là mình phải vậy nè. Tuyệt vời mặt trời luôn. Và giá khởi điểm của căn liều này là rẻ hơn liều nãy các bạn. Chỉ 3 xị thôi. 3 xị. Coi nó giá hơn 3 xị của đại không? 3 xị ha. Trời, hai bạn này nhìn dữ lắm nè. 3 xị là thứ nhất. 3 xị là thứ hai. Thương tôi em ơi, em ơi. 3 xị là thứ 2 rưỡi. 2 sao? 2 bảy. Để cứ để em. 2 tám. Ta là có 3 xị hả? Không ai hiểu đây liều này hết. Rồi, nó lại rồi. Đây hỏi em 2 xị đúng không? Người nhà giàu. Có 2 xị. Giống nhà giàu lắm. Có 3 xị mà lại nhà giàu hả? Em nằm thử cái vừa của em, bỏ cái gương vô luôn nè. Đó, chui vô coi. Em làm sao chui vừa cái này? Vừa anh, em đã nhắm. Rồi để tay lên ngực em, Rồi ok em. Giờ đẹp luôn rồi. Đóng lại vậy tới giờ đẹp rồi vậy à. Bây giờ đẹp luôn rồi. Cảm giác sao em? Cảm giác nó rất là ngột ngạt. Ố. Bỏ gương dốc nha. Ok, chúng ta đến với căn lều thứ 3 các bạn. Lều này rất là cao luôn, cao gấp đôi mình luôn á. Và nó rất là bự luôn các bạn. Có hệ thống bơm hơi được các kiểu. Đây, mình sẽ vào review thử nha. Bên trong thì nó sẽ khá là vang các bạn. Và đặc biệt là nắng nó rọi xuống các kiểu. Nhưng mà ban đêm mình nghĩ là cái lều này ngủ rất là ngon á. Rồi, đây là phòng chính nha. Mẹ ơi, như là trong cái trái banh mà nó lăn lăn ở dưới nước các bạn. Nó chói nắng lắm nha và khá là ngợp. Thôi nghĩ là chắc vậy được rồi. Rồi chúng ta còn 5 người và căn liều này mình cảm thấy là nó khá là nắng đó các bạn. Nó quyết định là giá căn liều này sẽ là hạt rẻ một tí. Cho những người ít tiền nhất vẫn có thể mua được. Đó chính là 50k. Rẻ là nó không có ngon. 500. Chèo. Ủa? Liều lỗi. Đó. Liều lỗi vậy mà cho mua hả? 2 triệu. Cái à? 2 triệu rưỡi. Gì? 2 triệu sáu. Còn có 2 triệu 6 này tên. Nó có đủ 2 triệu 6 các bạn. Mình hiện nguyên số tiền cả đám lên luôn cho mọi người dễ ha hình dung nha. Rồi 2 triệu 6 với liền thuộc cho em á em. Đó, rẻ quá anh ơi. Sao nó giàu dữ vậy? Người không chơi là người chiến thắng các bạn. Nhìn là bất động sản nè. Ở 400. Đẹp. Rồi, vậy là lễ ký kết hợp đồng đã xong rồi, anh chuyển nhượng căn nhà này cho em. Liều này phải chui vô lẹ. Cảm ơn. Ok anh ơi. Nghe, tiếng vang ra nha các bạn. Ok, ta đến với căn liều thứ 4 nha các bạn. Liều này là người ta gọi là cái liều mùng.
tiêu mang á bạn, nó rất là thoải mái luôn các bạn, thấy không, thấy mặt mình luôn không. Nhưng mà được cái là nó rất là mát mẻ, Đà Lạt mùa hè nó không có lạnh các bạn. Và giá khởi điểm của căn lều này là 2 sợi 500 500 Thằng này này có sợi nè, cái gì nè, đòi 50 nè. Về anh, em 1 triệu mà em nhường á. Rồi hai bạn 1 triệu 1 triệu heo. Lên 2 triệu bạn. 1 triệu gửi. Được rồi. 2 triệu 2 triệu luôn. Lên 2 triệu gửi. Lên, em, lên. Em sẽ nhịn ăn để em lấy được cái tấm liều này. 2 triệu hả em? Lên đi, sợ gì mà mình lên con trai. Nhìn nói á. 2 triệu 1 2 triệu 4 Lên. Lên, 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 đúng rồi, lên nhiều nhiều lên. Em phải lắm. Sao, sao, 2 triệu 4 Em thích lẻ à, 2 triệu gửi. Ồ, lẻ là 2 triệu gửi à, quá tuyệt. Mình là đàn ông á vậy, mình thôi mình ra lăng đi, mình lên 3 triệu đi. Bỏ anh 2 triệu 8 luôn rồi. Bỏ. Em có lao lao thì em không lên. Em số phận không lên được hả? Không, sinh ra từ phạch đích anh à. Rồi bạn Như ý, căn liều 2 triệu gửi thuộc về bạn. Mình vô ngồi thử coi, vừa không, hợp lý không? Chỉ nhượng nhà đất luôn. Rồi 2 triệu gửi. Em nhắm nãy giờ. Em nhắm nãy giờ. Dạ, mấy cái đó em nhường thôi. Rồi ok, chuyển vườn nhà đất đã đưa anh 2 tiền chứ, tiền đâu cho múc chứ. 2 triệu gửi. Vậy là mở là mở, các còn có 2 tiền gửi thiệt luôn rồi, hết tiền rồi. Không dám mở luôn kìa. Rồi, anh thấy rồi nha. Vậy là tối nay là nhịn ăn thiệt rồi. Ok, bạn Như ấy được căn liều này 2 tiền gửi, sao mấy cái kia bạn bà chơi mà lấy cái liều này ta. Thích này mát hả? Dạ. Ok, chúng ta đến với căn liều tiếp theo. Thiết kế căn lều này nhìn rất là giống một ngôi nhà hả bạn. Chui vào có cửa sổ nha, đây cửa sổ, và bên trong thì rất là gần gũi với thiên nhiên luôn. Mình hy sinh gì cả, nghe ngồi xuống đất luôn à. Ở đây có thẳng đò được không nha các bạn? Ôi thẳng 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 người được, thẳng người được các bạn, tuyệt tuyệt. Và giá khởi điểm của căn lều này là cho những người không có tiền như Tú có thể mua được 50 thôi. 50 đó tôi biết ngay trăm. Mà 200 200 gì vậy? 300 400 Sao mày đúp đúp đó, sợ gì em? 700 700 800 Lên luôn, mình đàn ông mà sợ. Nhường đi. Nào con gái anh, nói gì anh phải nhường. Em ga lăng hả? Ờ. Anh gặp anh ga lăng là thêm là 1 triệu. Thôi em nhường. Em ga lăng, 800 hả? 800 em nhường á. Tú nhường đi, em thích màu hồng mà. Thôi, vậy bạn cũng là con gái nên em nhường anh. Vậy à, rồi 800. Ở đó hụt về bạn ngăn đúng không? Dạ, em trải nghiệm luôn nha anh. À, ồ, bá trải nghiệm luôn rồi Giang. Đó, nằm xuống thấy bác nông dân này dân bò luôn. Bỏ chuyện chơi với bá đập luôn thiệt kìa bạn ơi. Lai, lai mạnh, lai mạnh, lai mạnh. Ok, chúng ta đến với căn lều thứ 6 bạn. Lều này là lều đỉnh của chóp luôn bạn, thấy không? Có cái đỉnh trên đó nè, thấy không? Có cái cột này nữa. Ta ơi, ta nói ngứa rồi. Và lều này rất là bự nha các bạn, và rất rất là thoáng mát luôn các bạn, thấy không? Lều này thì nó khá là gần gũi thiên nhiên luôn các bạn, nên mình quyết định là giá hạt gì rẻ thôi. 100 ngàn 150 150 Rồi ổng chịu. Chịu bỏ. Chịu hả? Đúng rồi anh chịu. Nói với em có 100 ngàn em đấu giá cho mắc chịu. Rồi vậy Tố 1 triệu để mua cái liều này, còn Tố bị mất quyền đấu giá được nha thôi. Ồ là mất quyền hả? Ờ à. Là em mua cái liều này với 1 triệu. 1 triệu. Ai kia em trả giá nó chị em chị mình hỏi nó. Tiền đâu? Đây là anh tự được cái không gì ngoài tiền. Rồi cái con nhỏ xíu gì mà tiền dữ vậy? Rồi hả? Nhỏ. Nhỏ. Tối nay em khỏi cần ngủ luôn. Tối nay em lắc cột cả đêm. Do Tố nó gian lặng trong khi đấu với bạn. Những cái trò chơi như vậy là mình phải cần tính công bằng, minh bạch. Mà nó là gian lận này có xị rồi đúng không? Sao em biếu anh 20. em hối lộ anh 20 à? Đúng à. Anh hít. Đây là em thức bị đấu luôn á. À, nhưng mà anh thấy tội nghiệp bởi vì vậy các bạn nên quyết định là anh sẽ bán rẻ cho em căn liều này 20 ngàn nữa. Cho anh bào với hả? Bào à? Phải mua chứ. Đây, rồi, vậy là căn liều chuột cuốn nè. Nè, nhìn em chui. Đâu vậy em? Giống ông già trà của em. Đó. Ừ. Kiểu tóc cao kim bao siêu dương rồi nữa.
À, đây là một cái chuồng mà mình tính là đem heo để dành để con Lucky mình vô các bạn. Nhưng mà Tú nó gian lận nên mình cho quyết định là cho nó cái căn lều này. Căn lều này là bằng giấy rất là nhỏ. Và có điểm mạnh là chúng ta có thể vậy nè. Cái chỗ của em mũi vô anh ơi. Ồ vậy hả, đông là được mà. Ở nói chung là do Tú gian lận nó cho Tú cái lều này các bạn. Đáng lẽ là nó phải ngủ dưới đất á. Gian lận. Rồi sau khi đấu giá liều xong thì tụi mình quyết định là ghé vườn dâu để bào tiền với đứa nhỏ tiếp nha các bạn. Và sẽ sử dụng cái tiền mà trong cái gương để dành hái dâu nha. Tại vì ai cũng có tiền mà phải sử dụng tiền đó hái nó mới vui. Và Tú thì chắc... Ủa Tú không cầm vỏ Tú? Ủa? Em hái giùm anh nha. Anh không cần. Anh tự hái được, anh có tay mà. Hai bạn nữ này cũng một bạn không có vỏ này, hái chung hả? Vậy là hai bạn này là cũng có một bạn không có ít tiền luôn rồi, heo phe Tú rồi các bạn. Phải giúp đỡ lẫn nhau. Lá lành đùm lá rách. Đúng rồi, em mập lẫn nhau anh ơi. Vậy thì nếu ai có tiền thì hái chừng một hai trái thôi nha. Còn ai mà nhiều tiền thì cứ đầy vỏ thoải mái nha. Còn dâu Đà Lạt thì 200.000 ký. Còn dâu Đi Gia Lanh thì 400.000 ký nha. Nói chung là Đi Gia Lanh thì là ở đây, còn Đà Lạt thì dưới kia. Ok rồi, đi ghi biếu thôi. Mùa này thì dâu nó chưa có chín lắm, các bạn chỉ bị mọi người hái hết nên trái nó thường thường như vậy thôi. Và mình cứ gắt về cái này nha các bạn. Ủa sao anh thấy là mọi người là tụ tập bên cái khu dâu Đà Lạt 200.000 ký, còn em sao tệ qua cái khu này của anh em? Trời ơi, em cái đẳng cấp nó khác anh. Em là phải chơi dâu New Zealand mới được. Em đem cái gỗ hái hết cái khu này luôn. Đó anh thấy không, gỗ bự nhất. Biết hái không? Trời ơi, đây là biểu diễn không? Em đi Đà Lạt lần nào cho em? Em mới đi lần đầu. Vậy mà biết hả? Quốc thử cái danh rồi, quốc thử cái rồi. Kinh nghiệm đấu trường của em nè. Để vô cái này nè các bạn thấy không, hái dâu thế nha nè, đó để vô đây bạc là ok để vô. À vậy hả, anh mới vừa chỉ luôn á. Anh nói chết em luôn. Ở đây coi cái trái gì là mới ăn mới đã đó bạn. Đây mất chút xí như vậy mà nó chín rồi nè. Quá trời đã, anh dứt cho em trái đó đi để thưởng thức các em. Rồi đây hái hết nha bạn, mấy cái trái như vậy nè, mấy cái trái mà nó xanh xanh như vậy chấm muối là mới ngon, giòn giòn chua chua. Trái này cũng đẹp ghê nè, em quốc cho anh trái này rồi em. Ăn trái mấy trái gì đó mấy em? Không có, trái này nhìn giống bị tật em. Không, anh thích gì á. Rồi, vậy dứt luôn đi. Đó, mấy trái như vậy mình cứ khoái với bạn, ăn nó mới lạ. Các bạn thấy không? Trái này, thấy không? Trái này mà chín là đẹp luôn. À, nhưng mà không chín. Hiện tại thì mình thấy ai hái dâu cũng há là vui nha. Còn mình thì mình cứ đi lủi thủi với mình hoài à. Nên bây giờ mình quyết định á, là mình sẽ đi định bợ mọi người nha. Đầu tiên mình định bợ Toàn trước. Tại Toàn á, cũng há là dạo mọi người. Với lại mình thấy dâu đây nó khá là hạn chế á. Chắc mọi người cũng có làm biến đi. Toàn ơi. Dạ. Thấy đây ít dâu á, có cần phụ không? Trời ơi, đương nhiên là có rồi. Có hái dùm sẽ có công lao. Tấu, đi hái. Ngon mọi người. Có công là mình sẽ làm nha. Cái gì có công là mình sẽ làm nha. Trời, đúng là một người đại tốt. Rồi, mình đã thấy được trái dâu đầu tiên nha. Trái này khá là đẹp á mọi người. Ăn chắc cũng ngon á. Nhìn hình vị nó hơi kỳ nhưng mà ăn chắc ngon lắm á. Trời, hái tiếp thôi. À mọi người ơi, nãy giờ mình hái được như đây nè. Trái bự lắm mọi người ơi. Nè mấy người phải dạch ra như vậy nè, thấy không? Đó. Trái nó bự như vậy nè. Mình lại thấy đâu trái nữa. Đó, phải bự như vậy nè, mà trái này không biết nên hái không ta? Hái luôn đi. Đó. Chứ mấy nháy mà chín mà nhỏ xíu thì mình không có hái đâu. Rồi, sau một hồi mình hái rồi, mình hái được như đây nha bạn. Có một mình ăn rồi, chỉ hái vô đây thôi. Anh ơi, tính tiền giùm em coi thử nhiêu anh. Dâu hãng sang nha các bạn. New Zealand. Dâu New Zealand. Cái này của mình là 80.000. 80.000. Rồi bây giờ bắt đầu chiều nó cũng mát các bạn, 4 giờ chiều rồi. Nên tụi mình quyết định là đi vòng vòng coi là mùa này nghe nói là Đà Lạt có nấm các bạn, từ tháng 5 tới tháng 7 thì tại là tháng 6. Ủa em cảm ơn anh Lâm hay nấm tối cho em ăn chứ gì. Đúng rồi em. Ơi, anh Lâm tốt quá. Anh thì có kinh nghiệm là 30 năm chưa từng hái nấm nữa. Nên cứ nấm gì anh cũng hái hết giờ cho em nè, cầm bịch cho anh luôn. Không sao đâu anh, cứ có nấm là mình hồi máu được anh. Giúp em. Rồi đi đây mình phát hiện ra được mấy cây nấm nè các bạn ơi. Nấm là một thân cây nè. Rồi vậy nó mọng nước nè. Tú cầm coi. À, nấm này cầm chơi thôi nha, chứ nấm này không được nha em. Đây phát hiện ra mấy cây nấm gì đó, nhìn uy tín lắm nè các bạn ơi. Nó đang khui luôn nè. Nấm rượm mà. Gì thật.
Năm rô hả? Hỏi vô, hỏi vô. Năm rô mà anh ngon lắm á. Thằng Tú nó mới đi rồi các bạn ơi. Bây giờ tới Toàn nha. Ôi nãy mình thấy có mối nè. Thấy không? Năm mối. Năm mối Toàn ơi, năm mối Toàn ơi. Rồi ăn đi em, ăn đi. Thôi, đánh đi. Đúng rồi, năm mối các bạn ơi. Mà ăn chắc đi quá à. Hái thôi chứ chưa chắc ăn được đâu chút. Mình hái thiệt là nhiều về. Mình tra Google nha các bạn. Trời ơi, đắm gì vậy trời. Nhớt nhợt các bạn ơi. Cứ ăn hết đi. Rồi, tiếp theo là nấm gì mà nhìn y như là cái mọc gà luôn đó các bạn. Ủa? Ô mẹ ơi. Năm mối. Năm mối. Trời ơi, tha hồ hồi máu cho Tú luôn các bạn ơi. Bánh thịt ra to. Ngon rồi. Quá đã. Rồi tình hình là trời tối các bạn ơi. Và chúng ta đến với bữa đấu giá ăn tối à. Nguyên một ngày hôm nay đấu giá vài lần thì chắc là mọi người cũng biết là ai có tiền ai ít tiền rồi, đúng không? Tối nay là nó phải đứng ngoài kia luôn kìa. Thôi anh đặt cách cho nó anh tội nghiệp nữa. Để anh coi có gì đấu giá mà à. Tụi mình là hôm nay là chơi đấu giá công khai các bạn, không có che giấu gì hết á. Không có riêng tư gì hết nha. Đây là cái món lẩu gà lá é đặc sản của Đà Lạt bạn. Này chúng ta chỉ việc chế vô nồi, sau đó hâm lên rồi lặt lá é vô rồi ăn bún đồ các kiểu gà đồ. Và ăn trời đang lạnh, bạn thấy mặc cái áo này đã biết lạnh cỡ nào rồi. Và giá khởi điểm cho cái món lẩu gà lá é này là Tú còn nhiêu Tú? Em còn nhiều tiền lắm anh, còn tới 60 won lần. 60 won, ok. Nói chung là mình muốn là ai cũng có thể ăn các bạn, nên mỗi người chỉ được mua một món thôi nha. Lẩu gà lá é này là sẽ được tặng kèm combo là nước Coca-Cola. Ồ vậy thôi, ok. Và giá khởi điểm là 60 won. 500. Làm người đi anh. Chỉ được mua một lần thôi nha mọi người. Ai đòi lũ? 600. Đòi lũ à, bên kia 500, 600 hả? À. 1 triệu. Thì bái vô mà nốt. Có tiền mà bên bỏ hả nè? 1 triệu. Đúng rồi. Dạ. 1.2 triệu. Tưởng dữ dàng lắm. Gặp anh lên là 1.5 triệu. 1.5 triệu nó bỏ, 1.5 triệu nó bỏ. 1.3 triệu. 2 triệu. 1.4 triệu. Nó là full hết của nó. Tiểu tư em nó chốt tiểu tư em rồi á. Tiểu tư của em lắm anh. Rồi. Quá dễ dàng với đó với em. Ờ đúng đại gia. Ơi, thật sự là em muốn mua ở này phải không? Tại vì em thấy hai bạn nữ là có khi nhiều quá em ăn hết. Em xe cho bạn nữ mình ga lăng anh. Bởi vì em mới khô máu món này. Một người ga lăng mà. Mỗi người chỉ mua một món thôi em. Ok rồi. Anh, dứt anh. Tiểu tư em, tiền tao cháu mốt em. Vậy này em ghim thôi á. Để em quay vô đây cái anh, để nó biết em có bao nhiêu rồi sao. Em sao hết tiền rồi. Ờ, em biết anh có nhiều luôn á. Rồi nè anh. Có em chị đúng không? Dạ đúng rồi anh. Quá đã. Chúc các bạn một ngày vui. Rồi vậy là chúng ta bớt một cái đối thủ nặng ký rồi nha các bạn. Ok chúng ta đến cái món tiếp theo. Ok chúng ta sẽ có hai ống cơm lam, một con gà nướng các bạn ơi. Ồ, quá. Ăn kèm một chai nước nho. Wow. Giá khởi điểm là 60 won. 5 xì. Vậy thôi 5 xì. 5 xì. Đéo. 1 triệu. Gỡ. Gà nữa. Lên. Sao? 27 là nó bỏ. Anh Toàn, anh Toàn tiêu rồi. Mình bỏ hả? Tiêu gửi hả? Tiêu gửi là thứ nhất. Tiêu gửi là thứ hai. Chốt kèo. Chỉ có 5 xỉ em. Dạ anh, tiền không trong bóng la. Rồi, đủ tiền. Món này cũng thuộc về em. Đem qua anh kia hâm cơm lam đồ ăn cho nóng em. Bỏ ra ra mấy thằng nhà nghèo này. À. Không được tiếng này đúng không? Đi chơi nè, lấy nè. Ôi, lấy món này thì mình không thích công khai các bạn ơi, có những thứ mình nên riêng tư nó mới hấp dẫn. À, đây là một cái món hải sản ăn liền. Hải sản ăn liền. Hải sản ăn liền. Hải sản ăn liền. Thì nướng lên ăn thôi chứ hải sản đâu cần phải bỏ vô nồi lẩu đâu. Cái nấm đùi gà nè, nó để tên nè, nấm đùi gà. Gà giá thì anh em mua cái nấm đùi gà em ăn. Nó tên là nấm đùi gà nhưng mà nó chỉ là cái đồ quán thôi em. Giá khởi điểm mà 60 won. Sao anh? 100. 100 á. 100 hả? Nãy 500 đã lắm, bây giờ có 100 hả? Mình hù hả anh? Mình bơm dầu hả? 100 rưỡi. 100 rưỡi. Không mà, món này nhìn sở gì. Không ngon hả? Hải sản ăn liền, nghi lắm anh ơi. Nó trình độ hộ. Tạm gì có hải sản nào mà ăn liền được anh. Anh Lâm thì gài lắm. Nè nghe nè. Với người mà có IQ như anh á thì hải sản liền nghĩa là con này nó được hấp sẵn rồi. Thu lên ăn thôi. Chưa, anh Lâm tự nói như thế rồi. Ủa không có món tặng kèm á anh. À quên quên. Chết nữa. Tặng kèm với cái gì xịn chứ anh. Yeah. À sữa dừa.
Nước uống sữa dừa. Trời ơi, tới nữa. Hải sản tới sữa dừa. Sữa dừa nữa, hải sản sữa dừa đó. Đó nãy chị đó chẳng nhiều. 150. 150. 200. 250. 5 xị luôn. Đóng giá gì vậy ta? Bơm bơm. 300. Im. 350. 5 xị. Hãy vô. 5 xị ngăn ơi ngăn. 5 xị lữ nhất. 5 xị lữ 2. Mình chơi đi, mình cứ chơi. Chốt kèo. 5 xị hụ về đại. Móc tiền ra. Móc tiền ra cho móc em. Đây để em hụ tiền giùm cho. Món này món sữa dừa mới nha bạn, trong Eon Bình Dương bán nè. Cô đây. Thấy chưa? Hải sản ăn liền. Anh đang đúng chứ bộ, cô hoàng đế mà. Cho cô hoàng đế đó em. Hoàng đế đó. Nhìn quá là ngon uống anh. Uống sữa dừa cho em. Yeah. Tình hình là Đà Lạt mùa này nó mưa ghê các bạn, tự nhiên đang cho quay mưa phùn các bạn. Đậm quá anh. Trời ơi, đúng. Nó làm lạnh lạnh như vậy, ăn mấy món nước mới ngon các bạn. Và chúng ta đến với cái hùng tiếp theo. Và trong hùng này là một món hải sản ăn liền. Oh. Anh em nghi quá. 60 un. Lỡ cái này nó hấp sẵn cho mình sao? Trăm gỡ. 200. 200 gỡ. 300. 300 bỏ rồi. Thôi bỏ. 300 hả? Dạ. Tiền tao cháu bút luôn em ơi. Ôi chị ơi. Vì em mới có 16 tuổi à. Chị 18 hơn em rồi. Mỗi 2 xị nè, thấy chưa? Ủa? Đồ thắng kèm. Ồ quên. Trời ơi. Có chứ vẫn là tiếp tục là sữa dâu. Cái này giống như ăn đại quá. Cái kia là sữa dừa, con này là sữa dâu. Trời ơi, gì vậy? Một con hải sản, hải sản. Trời ơi, quá trời ơi. Con này là con cá sấu bạn ơi. Ôi, nó bị gãy cái giò. Cô mất 500. Ok em, có ngay con cá sấu. Tối nay em bơi nó luôn. Hùng tiếp theo vẫn là một món hải sản ăn liền. Và tặng kèm là một chai sữa đâu vậy ta? Anh ơi, anh có lừa đảo không anh? Hai món ăn liền em thấy nha thôi. À cái này là sữa chuối. Sữa dừa, sữa dâu, cái này là sữa chuối. Đấy nè, lúc em lên tiếng rồi. Nếu không phải là con 60 un. On. On tiền 60 un. Xị hả anh á? Một xị là em hướng tất cả mọi người đúng không? Đúng rồi anh. Em rút lại anh ơi. Một xị như ý, có trả không? Dạ em nhường. Em nhường luôn rồi, cái này thuộc về Toàn. Quá rẻ luôn. Rồi ok chứ Toàn. Ok anh ơi. 3, 2, 1. Hải sản ăn liền. Wow. Một con cá sấu hàng riêu. Đảo rồi. Cá sấu này được nướng sẵn từ dưới miền Tây và chuyển đông lạnh lên đây á Toàn. Nướng sẵn luôn hả anh? Giờ em chỉ việc hâm lên và ăn thôi. Còn em muốn ăn liền cũng được. Ngon anh, chắc phải hâm lên là ăn thôi. Có xị được cá sấu này đem hời quá em ơi. Hời gặt càng về sau là càng lợi anh. Rồi em. Lại gì con cá sấu này ăn hồi gần biết ơi. Rồi món tiếp theo chúng ta sẽ có ngay là một miếng bò. Giá là 60 un. Còn vậy ai là lời in không anh? Tặng kèm một chai nhân sâm. Có giảm giá không anh? 50 un. 50 un em. Giảm luôn. 50 un. 200. Nếu như mình là như ý mình chỉ cần trả 70 là hắn được tú rồi. Nhưng mà bả chơi sợp quá các bạn. 2 xị luôn. Một miếng bò và một chai sâm. Người thành công luôn có lối đi riêng mà. Tuyệt tuyệt. Trời ơi, tiền đâu cháu bút chứ. Lỗi em, lỗi em. Không biết nói gì hết anh ơi. Bà giấu tiền kìa, tưởng ba có 10k chứ. Thì ra là chỉ giấu người. Có 3 xị luôn. Trời còn giàu chứ. Cuối cùng á. 2 xị. Rồi, đủ tiền nha. Rồi, đi nướng thịt bò luôn bạn này. Rồi, món tiếp theo chúng ta sẽ có ngay ba cảng khoai lưu. Món này rất là sang luôn á Tú. Đúng rồi anh. Người giàu người ta ăn khoai lang ăn buổi sáng không anh? Không biết là sang trắng tâm lý với em. Ba của khoai lang nha. Và anh thấy em khá là tội bởi vì có 60 un đúng không? Đúng rồi anh. Và được tặng kèm là một gấu hút em. Em gấu... chưa bao giờ nghe gấu hút. Uống này nó còn hơn cái bò hút nữa, gấu hút. Ba củ khoai lang và gấu hút rất là sang. Thế là sang trắng tâm lý. Em có 60 un đúng không? Anh quyết định là anh sẽ cho những ai cũng có thể ăn được nên giá sẽ là 50 un. Cái gì mắc vậy anh? 40 un. Không ăn nhịn đói. Giảm thêm 10 vậy anh. 40 un giá cuối em. Cho em 20 un là ngon lắm, mai sáng. Ok không? Đúng rồi, 40 un còn 20 un mai sáng hợp lý không?
Hợp lý anh biết vậy thì chiều không bo rồi. Rồi tình hình là mưa ngày càng lớn các bạn ơi, nên bự tạm cái liều đu cột của Dĩ nha. Liều này là đáng lẽ là phải để cho anh em tụi mình như vậy mới đúng chứ, để hỏi đấu giá cho anh Dĩ luôn. Cảm ơn anh em đã tới giờ bắt ti của anh Dĩ nha. Hai chương nhà mới. Xin chật nhà em hả? Đúng rồi anh. Ok. Rồi đại ăn cua hoàng đế ăn liền nghe em. Con cua hoàng đế này anh, thường á mình sang cái chân đúng không? Thôi em ăn cái càng cho nó bự. Ở có gạch nè, tắt phéo luôn nè. Đúng rồi. Thịt đó nè, thịt đó mà trắng nõn à. Trứng gà ngon rồi em. Đây chính là combo nhà xí. Ngon. Ngon hả? Anh thấy em có dâu tây là sao em? À, đúng rồi. Tại mua nhiêu dâu tây vậy? Cái dâu tây này á, em mua có 20 ngàn à. Mà cái cô nói là cái bọc này là muốn bằng tiền dâu tây của em luôn. Cái bọc, em mua có 20 ngàn cái bọc bằng tiền dâu tây của em. Đúng rồi, em nhục luôn á. Dâu này dâu gì? Dâu Đà Lạt. Dâu Đà Lạt, có 200 ngàn ký vậy em? Em mua có 10% mà. Ổn của em? Quá ổn. Rồi, tiếp theo là dễ. Em có dâu tây không? Có anh. Mua nhiều? Em mua tới 80 ngàn lận. Mà dâu này dâu New Zealand. Dâu đặc biệt. Dâu này là dâu trồng tự nhiên không có hút gì hết bạn. Đúng cắn rồi. Là ăn à. Ngọt. Ngọt ngâm ngâm. Nó chua chua một tí với bạn mà ngon. Rồi tối nay mình sẽ ăn gà nướng cơm lam. Oh my god. Vậy, hình như nó có duyên với gà ha. Bánh chơi bánh ăn gà nghiến luôn á anh. Tối ngày nó cứ đấu giá lấy gà. Gà nướng nghiến luôn á. Tính là gà nướng. Rồi. Em đừng có chích chách vậy, nó chảy nước miếng ghê em. Ngon quá lại ơi. Này của em đúng không? Đúng rồi. Ờ, cơm lam nguyên ống vậy hả? Ngon. Dễ trắng lắm anh. Dẫn ta. Có rũ răng không? À clip này thì rũ răng nha bạn. Nó cứ tập có, tập không, tập có, tập không. Các bạn phải hiểu. Kỷ niệm anh. Đúng rồi. Nó không có đâu. Mấy bạn nên làm quen. Anh Háo cả trăm cái chai này rồi. Em phải tin tưởng anh đã. Dạ, lấy không? Lấy anh. Bàn sai. Ờ, có gan uống không có đổ ra các bạn. Tuyệt vời em. Quá ngon anh. Mà em có phát biểu gì nữa không? Em ăn này em thấy hiếu gì anh? Hiếu gì em? Miếng bánh mì. Thế? Ngon. Vậy thôi chắc đổi. Trời ơi, gì vậy, lá lành đùm lá rách gì đã với ta. Quá trời quá đắt rồi anh ơi. Thôi. À, bạn nữ đổi mình thật vô nghĩa. Woman bùi dân. Xê lơ. Từ nay thằng Dĩ là cái hụt của mình nha các bạn. Rồi chúng ta qua bạn Ngăn. À mình hiểu rồi. Ngăn. À tên Ngăn nha các bạn. Thí Ngăn đúng không? Rồi em tên là Kim Ngân nha. À Kim Ngân dạ. Anh tại dàn dĩ nó. Rồi gãy cũ dĩ tên là Thí Ngăn á mà anh chia tay rồi. Ở gia đình nó nhớ hay sao? Trời ơi mọi người nay mình đấu giá được. Cái lưỡi đó đúng không? Nay mình đấu giá được cá sấu. Có cái lưỡi. Ô cái lưỡi. Cái heo. Móc họng nó luôn rồi mọi người. Tôi móc họng nó ra nè. Rồi ăn đùi gà của anh Dĩ mới đổi cho mọi người. Oh my god. Ôi. Ngon quá mọi người. Ô nước uống lại gì? Sữa gì? Dạ sữa dâu tây dừa. Rồi sữa dừa dâu tây. Em muốn sữa dừa dâu tây nha mọi người. Thử trải nghiệm đi. Đó là Đưa vậy. Ca lan vậy mở dùm vậy. Nhớ là tay mới bóc gà không mở được. Ôi, cha là cúp đâu của vậy. Vậy đi ba. Ông Hào này không được rồi, vậy ơi, kẻ hù mới vậy ơi. Không dọn dọn chung. À, mình sẽ uống thử cho mọi người. Bố khỏe không? Ngon hả? Ngon lắm luôn anh, em nghĩ là không có ngon. Ngon nhưng mà thật ra là ngon. Anh mua mà. Thử nha mọi người, ngon lắm luôn. Rồi Hào ông họ. Em ở giữa cái trời mưa lạnh giá như thế này mà ăn một nồi lẩu thì có thể là top 1 hết đấu mà thôi. Anh thấy cái cục đây, dâu tây của em nhiều hả em? Sao còn có cà chua gì cái nữa? Cái dâu này gọi là dâu New Zealand đó anh. Còn như thằng Dĩ ăn cái dâu tây hả anh? Em dâu New Zealand đây nè. Chẳng qua em còn bonus thêm hũ muối xí muội nữa. Cho anh thử được không? Ok luôn, bây giờ test luôn, cho anh test liền. Trời ơi, dâu em hiếu gì anh đây nè. Ăn cái gì sáng mai luôn. Quá đã luôn anh. Làm như có enzyme ở trong nó vậy nè. Sao? Đã không? Nó chua chua ngọt ngọt em. Đây nè. Nè các bạn, chấm vô. Xong rồi quất con cá nè.
Cảm giác mà nó có xí mùi vậy, chua chua ngọt ngọt, quá đã. Ngoài ra mình là top 1 mua dâu quá nhiều nên là chủ vườn tặng cho mình thêm một cái hũ này. Hũ gì ta? Cà chua bi. Cà chua bi. Cái hũ này thì nói cái gì nữa, chấm dùng miếng xí mùi nữa, biểu diễn luôn. Đây nè. Cái này là không phải là do cà chua nó không ngon các bạn, mà là do mình không biết ăn. Lỗi của mình. Em làm gì? Lỗi của mình các bạn, lỗi của mình. Nói chung là nó rất giống cà chua, vẫn là cà chua thôi nhưng mà nó phiên bản mini. Rồi review nồi lẩu của em, giữa mùa đông lạnh giá này mà quất cái nồi lẩu cô đơn này còn gì bằng em. Cái nồi lẩu giữa trời đông nhưng mà không có cô đơn vì mình có hai bạn nữ quá cute ngồi kế bên. Anh nữa em. Anh. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu review. Đây là một món đặc sản lẩu gà lá é. Đặc sản Đà Lạt. Trời còn mưa đó em. Đấy giờ trời còn mưa đó. Thì mưa mà ăn lẩu thì chỉ có thôi top 1 thôi. Bây giờ thì mình sẽ lấy một cái chén ra nè. Quá trời đã, cánh kiết. Rồi cái này là cái gì ta? Cái cục này là cục gì ta? Thì bạn không có cái loại mà thì review đồ ăn. Mình múc lộn cái cổ rồi. Để mình múc cục thịt bự chà bá lửa mà được. Quá trời đã rồi. Thôi được rồi, em ăn lại đi em ơi, còn em còn 3 người không em? Ngoài cái này còn bún nữa nhưng mà em ăn thịt thôi. Đúng rồi. Nhưng mà trước lúc này là em rất là thèm ăn bánh mì của Đại anh. Với cái tình anh em thấy nó quờ bên mua dấu. Làm sao mà em có thể đấy được. Ok, em đang rất thèm ăn bánh mì nha. Nhưng mà em thích ăn, suy nghĩ là chắc em thích ăn bánh mì cá sấu hả này. Nên là cho anh đổi một miếng bánh mì cá sấu nha. Tại vì các bạn biết sao, mình ở miền Tây các bạn, mình rất là thích ăn ngọt. Nên là mình sẽ đổi một miếng bánh mì nha. Quá trời đã rồi. Cái bị em nhiều chuyện mà em ngồi. Ok nha. Em quên cái bị nữa. Quà mình bu dấu. Thôi được rồi, nét về rồi. Ăn nhiều quá. Rồi Dư Ý ăn gì vậy em? Dạ hôm nay em sẽ ăn bò. Bò nguyên biến. Nguyên biến. Mà mình thấy là chắc tới lượt mình hơi lâu tại vì toàn xong rồi, cho toàn ra đi. Đúng rồi, toàn ra đi toàn. Rồi. Cho cái đầu hộp dưới đây. Rồi ok, Dư Ý nướng rồi, Dư Ý ơi. Dạ. Giờ mình sẽ biểu diễn mình nướng thịt bò nha mấy bạn. Mưa quá, hàng nó cháy không nổi mấy bạn ơi. Để thằng Tú với lại toàn ra cái mình chỉnh lại cái hang là nóng liền rồi. Ok. Dạ. Rồi. Tú. Tỏ đâu toàn. Ăn lẹ em nếm cho chú hát cho người ta nướng coi. À, chứ mình là phải ăn lẹ chứ đâu có như hỏng biết bạn. Ăn nói dài dòng. Tại xé luôn em. Rồi, để em xé cho anh Toàn nha. Rồi, hút cho anh Toàn. Gia vô, hoa nguy. Thật con này mà thấy nó ho thiệt các bạn. Nó ho mà nó như cục thịt heo vậy. Mình đánh không đánh da cà thịt này. Nó hồi lắm rồi. Cục thịt này mình thấy có vẻ không? Sao Tú? Không anh. Đối với những người có nhiều tiền á thì người ta thấy nó hôi. Chứ em ăn vô em thấy nó cảm giác nó rất là hôi. Uống thêm một miếng nước chuối này nè. Nước chuối này như kẹo rung gom luôn anh. Mùi nó thơm như kẹo vậy. Rồi ok, thấy mọi người là bây giờ là chỉ chờ Khang lên và Tú nướng khoai lang và bạn Dư Ý nướng thịt nữa là xong nha các bạn. Và tình hình lễ kiếp mình có dư trái sầu riêng nè. Nên chắc là mình để chút nữa mình ăn. Bắt trời héo. Còn trái dưa hấu này dư thiệt bạn, dưa hấu nóng lắm. Sầu riêng nó nóng hơn rồi mình chừa lại nha. Có ai muốn đấu giá phát dưa hấu không ta? Còn không là dư kiếm ăn luôn nha, anh ăn luôn. Em hả? Sao em? Đương nhiên là đến... Trái dưa hấu này anh mua là 81.000 em. Nên anh đấu giá là 100.000. 100.000. Với cái tầm của em hôm nay có hai bạn nữ mà hôm nay đấu giá 500.000. Đúng rồi. Là bây giờ là em 500.000 hả? Có ai trả giá cao hơn không? Không anh. Thôi vậy là trái dưa hấu 500.000. Đúng rồi, người có tiền sử dụng cái cách gì đó mình không hiểu nổi mày ơi. Chứ không cho làm lại không anh? Không. Thôi lỡ rồi bạn, mình mà một khi mình chơi là chơi phải tới. Gì hả? Ok em rồi. Còn đây 4 tới táo thì mình phân phát cho ekip mình ăn nha. Em muốn mua lại anh rồi. Không cho em. Để mua anh rồi. Người nghèo có được từ thiện không anh? Đúng rồi, từ thiện các bạn, từ thiện nè. Ôi em cảm ơn anh lắm. Em có nghèo không? Có hả? Nghèo hả? Rồi cho bạn Dư Ý với lại bạn Ngăn nữa là đủ 4 trái nha các bạn ơi. Mình thì không có dạy gái tại mình có vợ rồi. Nhưng mà mình phải nhận cái cho vậy bạn, đó là sự ga lăng. Không từ thiện nữa hả? Ờ. Em mua dưa hấu em đãi mọi người, không lẽ anh không đãi là em được một búa sầu riêng đúng không?
Nếu như anh nãy em nói ít thì anh sẽ đãi mà nói nhiều quá thôi nên qua kia ăn là chúc mọi người một ngày vui. Trời ơi, đâu phải ăn gà, ăn lẩu là có sầu riêng ăn đâu. Trời ơi, nhìn nè, nghèo mà được cái tầm, hiểu không? Mình mới giờ tính ngủ Tú ăn lẩu tự nhiên cái vậy thôi các bạn ơi, mình phải ăn một mình rồi. Buồn lắm. Tình hình là bao nhiêu tiếng chờ đợi là thịt bò mình cũng chín rồi nha các bạn. Mời các bạn ăn với mình nha. Nó ra ngon. Chắc ngon như nước sốt á. Rồi, mình thấy phai lan của mình thì cũng chắc cũng chín rồi á. Bây giờ mình sẽ cầm lên rồi mình ăn thử nha. Chín không em? Chín rồi nè anh. Hôm nay chín mùi vị không em ơi? Nhưng mà ăn được anh, em đói lắm rồi anh. Em chờ nãy giờ á anh. Rồi Toàn ăn cá sấu nó cho tao sáng mai quá Toàn. Đanh lắm hả Toàn? Nó ho cứu gì á anh. Vậy chứ, ốp xu hình nướng ăn được hả? Cũng mùi cũng vậy anh ơi. Nó vẫn có một cái mùi hôi gì đó. Ok, nói chung là mọi người dùng bữa đi mọi người. Rồi tình hình là mưa lớn quá các bạn ơi. Nên bắt buộc là mình phải làm thêm một phiên đấu giá ngoài lời nữa. Đó chính là đấu giá phụ kiện để giúp cho hỗ trợ giấc ngủ nha. Tại vì mưa như vậy là tối ngủ lạnh lắm các bạn. Và mình quyết định là lần này sẽ bán heo combo nha các bạn. Một cái chiếu, một cái túi ngủ và một cái gói Galaxy. Combo đầu tiên giá thời điểm là Tú còn nhiêu Tú? 20 anh. 20 sao, có ai cạnh tranh với Tú không? 20 50 bây giờ 100 150 200 em đang câu kéo thôi, để em đang suy nghĩ. Bạn này chắc chắn còn trên 200. 250 anh. 300. Ok, 200 thì thôi, tại mình thấy bạn nữ á chứ gặp mình dĩ là mình khô máu rồi bạn. Là nhường đúng không? Rồi nhường các bạn. Rồi ơi, ba sĩ cho bạn nào? Em thích combo này không? Em rất là thích anh. Rồi 20. Có lẽ là một trận chiến khô máu. 500. 300. Đính luôn. Anh còn coca với nhiêu không? 350. Ơi, có 350 à, the win. 360. Chưa. Toàn ơi, hương anh đi Toàn. 5 xì. Yeah. 5 xì gỡ. Thích thì khô máu luôn, còn cái gì nữa đâu mà chơi. Anh, đi 1 triệu cho anh. Thôi, mình còn nhiều đồ mà, nhường. Trời ơi, vậy nó cũng chơi em đó. Còn tiền tí thôi. Thôi, quay rồi. Thôi, combo này cũng được. Rồi, 5 xì gỡ được không dài hào nha bạn. Còn tiền không em? Còn anh đi kiểm tra rồi chứ, em hết tiền rồi. Em sắp hết rồi. Bóc gàm thiếu tiền rồi. Rồi đây. Bị phạt liền. Cái gì? Anh em sao em coi vậy? Còn có bao nhiêu đâu, tiền lẻ không à? Ê, chơi gì kỳ vậy, lộ rồi. Đúng rồi, dĩ che lại cho anh đi. Thương anh. Tiền quá trời luôn, xạo vậy. Thôi em khỏi che luôn đi, ta thấy hết rồi, che gì đó. Giả ra luôn đi. Ôi, nó còn cái 4 xì 4 rồi mẹ ơi. Thôi nhiêu đây được rồi nha. Em mua được hả? Không anh. Ok, vậy em né đi. Rồi, tiếp theo là một cái mền với lại một cái gói màu đỏ. 20. Cái giấy nào mới bán anh? 50. 200. 300. Má ơi. Cao hủ ở trong giữa lắm. Cao hủ không ạ? 300 à? Thôi. Em có 20 rồi. Em lấy lá dữ à? Cao hủ giữa lắm. Đó, tiền đó kìa. Tăng chơi của anh Toàn ơi. Chạy anh ơi. Anh Toàn ơi, mua cho em món. Tú tội nghiệp quá thôi, chắc mình em cho anh cho em này nè Tú ơi. Ồ. Ảo anh. Rồi em cái mền nữa nè em. Cho thêm cái mền luôn nè. Ở mua luôn đi đó, anh bố thí cho em rồi em đi luôn bây giờ. Cảm ơn anh. Em có gói không anh? Cho em gì đó không? Hai gói là còn 2 cái thôi. Ê, để cho người có điều kiện người ta mua gói đi. Rồi ok, combo tiếp theo là một cái gói nhỏ. Và một cái túi ngủ. Hỏi anh ơi, đưa em luôn anh ơi. 300 tiếp. Ê, vậy? Người ta giàu chứ anh. Giàu quá. Em tính khô máu người ta luôn rồi. Em phải lụm hết. Yeah, giàu không chơi đâu. Anh phải câu kéo em chứ, nãy em chơi anh làm sao thay em được. 300 đúng không anh? 350. 500. Ok anh, 500 thì chấp đi. Em phải câu kéo nãy không chơi em xong mà. Rồi quá đủ okay, rồi. Ok các bạn, mình chỉ gần vậy là mình hạnh phúc rồi. Rồi, combo tiếp theo. Một cái mền, một cái gói, một cái giường và thêm một cái bùn nữa. Combo này là ba ngủ không mũi luôn. 2 xì. 2 xì gỡ. Toàn. Rồi anh, em mà ép quá nó khóc anh ơi. Đại. Còn có trên 8 mà. Ê quay, còn em mà. Con rể nó mới chơi em. Đúng không? Con
250 hả? 270 300 320 400 Tôm thôi cho nó 400 Đây 400 anh. Rồi cái vụ thuộc về em. Kinh ga luôn em. Rồi đập luôn nhà của em luôn. Dạ em hả? Ok, chúng ta còn chiếc mền cuối cùng. Và giá khởi điểm cho chiếc mền này là 50. 50 50 mua không? Thôi em mấy chị ơi em bỏ luôn hả? 60 tao. Em cảm thấy ok. Rồi ok, kết thúc. Rồi sau một hồi thì mấy đứa đã ăn ăn tọ hết rồi nha các bạn. Như vậy nè, bích cái liều bùng, cái giường mền gói được. Quá im luôn anh. Đâu nằm thử em. Ok không? Vậy hả? Quá ok luôn. Đã chứ ta. Mà có điều đặc biệt lắm anh. Em mới hưu hạnh nhập được một con bé. Được heo. Sao tự nhiên thằng này tự nhiên ký sinh vô đây là sao? Vô đang dưới cửa với em, dưới nhà với em vậy? Tiếu hả? Ổn không Tú? Ổn anh. Tự nhiên em xui xui nè, em xui với hả? Em nghĩ đây là kiếp nạn của em á anh. Kiếp nạn thứ 82 của em á. Nằm thử coi, hẳn người được không? Trời ơi, ổn áp em. Rồi tiếp theo là hao sữa. Em có lên tao thi hộ không em? Có anh. Rồi vậy chắc để cũng giảm, ngon ha. Để giảm mưa nhưng mà hôm nay quay một ngày gọi là khá là thấm mệt anh. Nên em sẽ đi ngủ sớm. Chúc mọi người ngủ ngon. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ review cái căn nhà màu hồng của hai bạn khách mời nữ. Hai bả tự nhiên hai bả hợp tác nha các bạn. Bạn nhìn nè. Mấy bả gom hai cái liều vô thành một liều các bạn. Rồi gom túi ngủ luôn các kiểu vô thành như vậy. Ổn áp không? Dạ ấm lắm. Ấm em. Ok. Dạ có hai chị em ôm nhau ngủ. Chúc các bạn một ngày vui. Dạ. Chúc các bạn ngủ ngon. Rồi cái giường di động này của đại nha các bạn. Ổn áp em. Ổn anh ơi. Mở ra được không? Em mở anh ơi, coi chừng nó ướt mặt em ấy bạn. Đâu có thấy mặt em đâu. Hello. Ổn không? Ổn. Nó có giọng không? Nó hơi kiểu nó hấm ướt chứ không đánh nở. Nó ướt ướt thôi chứ không có giọng đúng không? Không có giọng. Ok em. Ngủ được. Dễ nha em. Thử thách rồi nó phải vậy chứ. Rồi cuối cùng là cái căn nhà mà anh Toàn nó cố gắng dành dụm để nó mua được và cấp sổ đỏ cái kiểu luôn. Và kết quả là nó không ở được nha bạn. Như cái hồ bơi luôn nè. À, lý do là trời mưa quá không có cắm điện nữa bạn. Tại nó phải có cái máy hút á. Cái máy nó bây giờ mà cắm điện vô một cái là nó vừa ngủ nó vừa tơi luôn các bạn, nên không chơi được. Bây giờ nó phải chờ hết mưa thì nó mới bơm cái này lên được nha. Kết quả là Toàn giờ nó ngồi nó canh cho Tú, rồi Tú canh cho Dĩ ngủ nha các bạn. Luân phiên anh ơi. Sao nè con nhỏ nè Toàn. Thêm vô ngồi chung với Tú đi, canh chung Tú ơi. Thôi giờ pha khoảng kiếp canh chung anh ơi. Tội nghiệp chứ à. Dạ em canh trong Tú ngủ anh. Cái liều cao cấp như vậy nhưng mà trời mưa là không chơi được bạn, do nó sử dụng điện. Khá là buồn luôn nhưng mà anh cảm thấy khá là vui luôn em. Thích nhìn lao khổ như vậy thì anh mới có cuộc sống khảnh khơi được. Kéo lên em. The next day. Rồi trời sáng mấy bạn ơi. Tối qua mưa nguyên đi mình ngủ tâm liều ekip mà còn nghe lạnh luôn bạn. Không biết là đợi mình là nó giờ sao nữa mà thấy cái liều nó cứ gung gung vậy đó bạn. Cái đầu đây một ca cú nó rồi nó làm sao rồi. Ngủ tâm liều mà làm như rung dữ rồi. Hello, cháu bé đồ. Đồ ảo em. Lạnh quá. Ngủ tông liền mà lạnh em. Đúng rồi. Anh nhìn cái liền này nó sát bên luôn, anh mưa xuống rồi thôi lạnh. À ý là anh đụng vô người em cái bị lạnh cái ké. Em phải che mền lên người. Lạnh. Ảo không? Nope. Rồi tiếp theo là. Ủa rồi cái chuồng chó bị gì vậy? Trời ơi cái chuồng chó rồi cái gì đây? Lưu hành ba anh em Lưu Sơn Bạc ngủ chung luôn rồi. Này nào đây? Ủa? Toàn? Ủa? Sao ngủ đây? Cái chỗ em không có bơm được anh, nên phải qua đây ngủ. Nguyên đi em không có điện đi bơm cho em luôn hả? Đúng rồi. Còn này nào? Tú đội. Việc này là vậy nè. Hello em. Rồi. Ngủ ngon em? Ngon anh. Ngon hả? Ừ. Tự nhiên vợ ba thằng tự nhiên trong đây vậy. Bút về các bạn, đùm bọc lẫn nhau. Rồi, tiếp theo là anh Hào Vĩ Nam Yêu. Hào nướng nguyên con. Ổn áo em? Không ổn áo anh. Ủa sao kỳ vậy?
nước từ bốn cái gốc cây á anh, nó dẻo cho anh xuống mà chảy vô anh hét ra nước luôn. Nói chung là ổn đúng không em, ok ổn các bạn. Rồi tiếp theo là căn nhà màu hồng của bạn Kim Gan với lại Như Ý các bạn. Kết quả là sao tự nhiên vừa không nhà trống rồi, bùa đờ mệt bụng chiếm gói gì đâu tiêu hết rồi. Bảo lạnh quá vô liệu kiếp ngủ rồi anh à. Chứ liệu này chắc chịu không nổi mưa đâu bạn, vô liệu kiếp ngủ rồi cho ấm nha. Rồi và trời nó vẫn mưa phùn phùn, bạn mưa cái hạt và li ti nó nhỏ như là kiến vậy, nó không có đủ làm tụi mình lạnh đó bạn, nên mình quyết định là sẽ mặc áo này vô cho ấm. Và đến cái vòng cuối cùng của cái clip hôm nay đó là đấu giá ăn sáng nha. Và mọi người có muốn tiết lộ sao không? Không anh. Em có. Em tiết lộ em là không sao anh à. Em biết nhiêu tiền em, có 100k đúng không? 100.000 anh. Em không cần nói ai cũng biết á. Còn em chính là 6 sao ngồi kế thằng không sao anh. Nói chung là Caraman lui ra cái editor nó hiện cho lẹ nha, mất công là Hào nó bắt chị một cái một rồi. Một tí nữa kết thúc video các bạn. Có số sao hiện ra và số tiền trên đầu luôn nha. Và chúng ta đến vòng ăn sáng. Vòng này thì mỗi người chỉ được mua một phần ăn duy nhất. Đầu tiên chính là bánh mì kẹp với lại trứng ốp la kèm với lại muối tiêu. Giá khởi điểm là 20 un. 200 200 300. Đại gia cứ trả tiền đi. Hỏi đây anh toàn một củ một hai. Có tiền hả? Có tiền luôn anh. Có đại gia. Củ hai nào? Củ hai 30. Hình như củ hai lớn nhất này rồi đúng không? Chuẩn hả? Đâu ai quen được. Còn tiền nữa đâu. Thôi nói chung là anh toàn nó on in vô cái món ngon nhất bữa hôm nay luôn. Nhận thử cái đó. Ngon em? Ngon không? Tức với chiên nóng đúng không? Đúng rồi. Rồi chúng ta đến với món tiếp theo. Món này là món sen chảnh thứ hai của hôm nay. Đó chính là bánh mì sandwich chứ là kèm với lại mứt dâu. Mứt dâu này thì mình ở Đà Lạt các bạn, nên mình cố gắng mình mua mứt dâu này ở siêu thị Aeon Bình Dương nha. Bây giờ ra siêu thị Bình Đà Lạt mua cực lắm các bạn. Và giá hai điểm là 20 un. 300. 300 triệu. Mà nó phải con à, bán cho hôn toàn thôi, bán tới cách triệu luôn các bạn. Ai? sao Hào? Hôm qua em 6 sao em láo lắm mà, hôm nay em im như cuốn với em. Đừng làm em mắc cỡ nha. 6 sao mà nhục quá anh ơi. Ủa? Ăn đi thử. Ngon lắm á, anh còn ghi cái món này luôn, ăn dạ. Ngon lắm. Em mời mọi người ăn nha. Nó đúng là không biết ăn thiệt. Ủa nó ngọt mà. Ngọt nhưng ngọt. Mà không sao, với giá 1 triệu thì em phải xuống đáng. Really nigga. Nó ngọt chua chua. Kiểu view như vậy. Okay. Rồi tiếp theo là một trái bắp Mỹ. Đây. 0.3. Mình 20 cắt đi. Thôi dẹp đi đừng có dụ. Nhường đúng không? Nhường đại đúng không? Đúng. Ai cũng chơi bắp vàng, bắp mới luộc đóng hỏi luôn em. 0.3 lời á. Ở trong phim em thấy người ta cạp từ trên xuống dưới lẹ lắm á. Thử em. Tại sao ta? Em cạp dọc xuống á. Em có găng em sợ gì, em phải vậy đâu. Nó dính cửa găng vô đây. Sợ rồi, sợ dính cái găng vô kìa. Giỡn. Ủa không được á em. Cứ ngắt rồi anh ơi. À, vậy là phải ăn bình thường các bạn ơi, người Bình Dương phải ăn bình thường. Thôi, không có cho nó ăn ké. Cho nó hửi mà. Hửi mà. Nó ăn ké cái em cho nó một chỏ. Rồi, tiếp theo là món khoai lang luộc. 2 bion. 200. Ủa, tụi em cạnh tranh cái món khoai lang gì đó. 404, không có nhiều. Đã đến lúc. 404 là cao nhất đây rồi đúng không em? Đúng rồi anh. Rồi, Hào có tiếng nói rồi Tú. Em buồn quá anh ơi. Thằng này ngu nó ăn, ăn uống nó lạ hết chứ mời khoai lang không ai. Trời hổ đã. Một buổi sáng thật là cảm lạnh. Trời ơi khoai lang không chín đi các bạn ơi. Không chín rồi, nó chín nước ngoài em. Đúng là cảm lạnh thì các bạn ơi. Ngon quá các bạn ơi, ngon quá. Do thời tiết này nó lạnh quá, luộc khó cực kỳ luôn em. Nhìn nào, ăn nước ngoài thôi. Nhìn anh này. Đây nè, đây, đây. Trời ơi, để biểu diễn cho bạn coi nè. Tiếp theo là món bánh mì sandwich rắc đường on in 20 un on in. Hai này bây giờ là bằng tiền nhau là sao ta? Sao vui vậy hả? Tôi xì. Ủa bạn này đã không đấu giá hả ta? Chờ không ăn không có thầy này muốn ăn hay là thầy này muốn ăn thôi. Em thích ăn cái này nè. Sao em, sao em? Em đấu giá cái này nhiều 900. Ủa nãy giờ bà 900 mà bà không nói tiếng nào, tưởng là bà không có tiền. Tại vì em thích ăn cái món này. Ôn đi 900 luôn. Đúng rồi. Cái gì? Ủa mình phải ăn bánh mì sandwich với đường hả? Em ăn cơm với đường đó anh nói. Wow. Hôm nay toàn là siêu gian không ta?
trải nghiệm nha mọi người. Ngon nha, bánh mì với đường ngon. Chúng ta đến với những vòng cuối cùng của quầy đấu giá hôm nay. Combo bánh mì sandwich kèm nước tương. Anh đi. Ông đi hả? Tốn sao vô hả Tốn? Mà nó đã tước được của đó rồi, em đâu hơn được ngàn đâu. Rồi em dở ra nè. Đó, nè. Bánh mì sandwich mang với nước tương đó mày. Rồi anh mặn. À, không mặn đâu, anh biết, anh ăn này hoài em. Rồi kiếp trước anh ăn chứ kiếp này anh chưa dám ăn. Tôi tâm thái tử nữa nha, mới giữ. Hai chọn rồi được cái đó là quá lời em. Ngon rồi. Với buổi sáng mà cảm lạnh luôn á. Tốn có 20 ngàn hả? Đúng rồi anh. Tội nghiệp quá. Cho em bánh mì sandwich kẹp với lại bò nè, salad nè, tôm cà chua nè, tôm hùm nè, bỏ thêm miếng phô mai marginalisa, tương ớt kia nữa. Rồi kẹp nè. Tao cao quá, kẹp tới đây được em cặp. Ờ cao lắm rồi, cắn em. À, ngon em. Này à, mình ăn theo phong cách kiểu Tây nha mọi người. Chứ gọi là bánh mì sandwich kẹp. Thiệt đó em. Ừ, hợp cỡ đúng rồi. Ngon em. Ngon anh, em ăn nãy giờ mà em chưa hết luôn. Ok, nói chung là clip hôm nay là cắm trại đấu giá phiên bản khách mời Tấu Hài đâu các kiểu. Để lại bù đắp cái clip lần trước Hào với anh Hào. Không có được chơi với mấy bạn nữ xinh đẹp dễ thương nè. Hôm nay là có là cảm thấy là được an ủi lòng phần nào nha các bạn. Và ở clip trước mình thấy là mọi người comment là kêu Hào nó tham gia team tụi mình, ghét các bạn. Không biết là em có muốn vô team của anh không Hào? À, có thể là mình sẽ cố gắng nói anh Lâm cho mình thành viên full time nha các bạn. À, tức là em muốn vô team anh hả? Dạ đúng rồi anh. À, nhưng mà anh không muốn em vô team anh. Dạ anh hỏi em chi, thiệt là vô nghĩa. À, nếu bây giờ đạt đủ 100k like thì Hào sẽ vô team mình nha các bạn. Còn nếu không đủ 100k like thì sẽ làm bất kham nữa em. Mọi người nhớ hương Hào nha mọi người. 100k like nha, chắc là ít, bình thường là kiểu 300 là còn kiên Hào. 300 chắc tới năm sau có chưa được nữa các bạn. Hưng mình nha mọi người. Ok, nói chung là bạn đeo hết cái series cắm trại của tụi mình, các bạn like mạnh nha. Tụi mình đang hạn chế cắm trại bạn, do cắm trại đang tương tác khá là giảm. Và tụi mình đang cố gắng đầu tư du lịch rồi thử khách gì đó mà nó có chịu đựng hơn á. Nên cắm trại tụi mình đang giảm. Nhưng mà nếu bạn nào yêu thích, like mạnh tay, video đạt đủ 300k like sẽ có phần tiếp theo liền nha. Tại vì số like là nó thể hiện là bạn yêu thích cái series này cái kiểu, và giúp tương tác video tăng các bạn. Ok, tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn một ngày vui.